Ông Nghĩa Mua Sai xin kính chào tất cả quý vị các bạn nhé. Thì tiếp theo cuốn video này thì Nghĩa Mua Sai giới thiệu cho quý vị các bạn là một cái vườn cây rất là đẹp. Đây vườn bên này, đây là vườn cây hàng hoa, đây có một số cây hoa quả như cây hồng xiêm rất là đẹp này. Mình giới thiệu các bạn là cái cuốn video này một số cái phôi si mọi người nhé, phôi si và phôi xanh, nhưng đây là đa số là toàn phôi si thôi. Thì đây là cái vườn si của anh Cường Cận, bác Đàm Thèm với cả anh Hoàng Khởi. Thì bình thường trên mạng này anh Hoàng Khởi với anh Cường Cận rất nổi tiếng về si rồi. Thì bây giờ mình giới thiệu cho quý vị các bạn là một số cái phôi nhé. Ở trong kia mình hôm nọ mình có hỏi bên trong kia một cái phôi rất là già rất là đẹp. Nhưng mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở đầu cuốn video này là một cái phôi túc trước. Quả này mà là si nhỉ, hoặc là xanh Nam Điền nhỉ. Túc cái này nhiều tiền. Cái này túc trong này hơn 100. Khoa anh bảo 200. 200. Hôm qua Nghĩa Mua Sai có hỏi mấy anh em mang cây lên thì có vào đây chơi có hỏi là ông kia. Anh bảo 200 phôi này. Đây giá của chủ vườn bảo không phải giá của mình bảo đâu nhá mọi người nhá. Đấy thì quay để anh em ngắm thôi. Kinh khủng. Gần như giống nhau. Sướng nhỉ. Nó chả biết là cây gì nhưng mà nói chung là nhìn như này là khoái rồi. Túc mà anh. Ừ. Anh tưởng cây gì? À, tưởng cái si có lại tỷ mấy hai tỷ à. Đấy. Rất to mà nhá, cái này trồng trong cái bể ông trong 1m1 đấy. Đấy. Quá phê luôn. Đấy. Mình sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn là một số cái phôi si đẹp trước. Đây. Cái phôi si này cũng khá là khiếp này. Cây này chủ nhân đang định hướng làm theo kiểu là ngũ phúc mọi người nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Làm theo ba vai. 8 thì làm theo theo răng nà. Xin lỗi các bạn nhé, không phải là làm theo ngũ phúc đầu tiên mình tưởng đếm cái tay này, không phải. Đây, một cây ba vai mọi người nhé. Cây rất là nu. Nu mà nó chùn chìn như này là chủ nhân cũng phải cắt giật, cũng phải nuôi khá nhiều mầm bao năm mới được như này. Đấy, đây có một con tử. Cột này chất cũng rất là đẹp. Mình sẽ review kỹ cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, rất nhiều si mọi người nhé. Đấy. Thì tiếp theo ở cái bên này thì mình sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn là một cái cốt si. Hai cốt si rất là đẹp bên trong này. Đồ đẹp các bác cứ cất bên trong này. Đấy. Một cái cốt si rất là già mọi người nhé. Theo đánh giá như của mình là cốt si này là già nhất ở cái vườn này. Đây, cốt này cũng già này. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn là xem cái cốt bên này trước. Cây này nó không già theo kiểu như là nu cục nhiều, nó mịn cây, nó chảy hết cây rồi. Chậu này chắc là lọt lòng khoảng 60. Một cái cốt hôm qua mình có hỏi rồi nhưng mà cũng khá căng đấy. Tí nữa mình sẽ quay cho quý các bạn là cái số điện thoại nhé, để anh em tiện có thể là anh em giao lưu. Chậu khá độc dị. Mình quay mặt bên này của hai tác phẩm, hai cái phôi trước, xong tí nữa thì mình sẽ quay mặt sau liền hai cái cho là dễ. Đây là một cốt khá đẹp. Cây này quá già luôn. Đấy, một cái cốt rất là già. Chất liệu si búp hồng mọi người nhé.
hai cái phô xi rất là đẹp, vừa rồi được Emosai chia sẻ cho quý vị các bạn. Thì mình sẽ lấy cái này làm ảnh đại diện mọi người nhé. Khả năng lấy từ bên trên này xuống nhìn đẹp hơn này. Đây. Đây mình sẽ lấy cái này mọi người nhé. Đấy. Tiếp theo thì Emosai sẽ chia sẻ cho mọi người là một số cái Fuxi tiếp theo. Đây. Chia sẻ với mọi người là một cái cốt xi đỏ này. Đỏ rực như máu luôn. Đây là chuẩn xi đỏ mọi người nhé. Thân cây này rất liền, rất nu mọi người nhé. Này. Còn giá trị bao nhiêu thì không biết, thì tí nữa thì sẽ có số điện thoại để anh em tự liên hệ. Đi quay hội chợ này, nhà vườn nào có số điện thoại thì mình sẽ quay cho quý vị các bạn liên hệ cho dễ. Cũng chỉ mong là anh em đi làm truyền thông này là góp một phần để vào để cho cái phong trào trên cây mạnh mẽ hơn. Anh em truyền thông cũng khá quan trọng mọi người nhé. Đấy. Đây. Chất đấy. Chất xi đỏ xịn. Trồng trong cái bể cũ rất là đẹp. Đấy. Tiếp theo bên đây là một cái cốt xi này. Một cái cốt xi dáng làng. Cốt này thì cái đồ này thì nó chưa được già như là cái đồ kia mọi người nhé, nhưng mà giá chắc là sẽ mềm hơn, và anh em mà nuôi được thì nó sẽ có công. Bây giờ cây thì thực sự với các bạn là tiền nào của đấy. Anh em chơi cây giờ rất là tinh rồi, không như ngày xưa rồi. Cốt này cao khoảng tầm 4-5. Cái bẻ này của nó khoảng tầm 20 này. 40. Bẻ khoảng tầm 70-75. Khá đẹp. Đấy. Tiếp theo bên này là một cái cốt xi dáng bám tường này. Đây. Cốt này hôm nọ anh Chính có thích đây, có hỏi thế nhưng mà chủ vườn là bảo là giao lưu rồi. Đồ này được cái là trông nó dị. Đấy, chất liệu thì cũng rất là đẹp mọi người nhé. Cái dòng bám tường này giờ chơi cũng rất là hay mọi người nhé. Nó cũng nu, nó sụn, thân nó cũng nạc nhé. Cái này thân nạc không phải độc dây không đâu. Đây, phía sau của nó đây mọi người nhé. Phần lạc của nó cũng rất là nhiều chứ không phải độc dây dễ bám không đâu. Phía sau này thì là dễ bám tường. Đây có một cái tác phẩm xi hoàn thiện rồi này. Một tác phẩm xi hoàn thiện để cho anh em sưu tầm. Đi hội chợ, thực ra đi hội chợ là anh em giao lưu dễ hơn này. Đấy. Hơi giật, nhiều lúc máy đưa có vẻ là hơi giật một chút thì anh em thông cảm cho Emosai nhé. Đấy, mình sẽ cố gắng để quay cho nó chi tiết nhất rồi. Và quay kỹ từng chi tiết cho các bạn xem rồi. Cũng có rất nhiều cái điểm sụn ở tay tán.
phía dưới này là một cái cốt xi hai thân này, đang song thân. Có một số lưu tương đối rồi. Phía bên này thì Yamasai sẽ quay cho các bạn là một số cái cốt xi nhỏ hơn nhé. Bên này có một số cái cốt xi nhỏ hơn đây nhé, một cái cốt ba thân này. Lá tròn sen hồng cánh sen mọi người nhé. Đấy. Chất hồng cánh sen này. Tay vặn cũng rất là khó chịu. Bên này có một cái cốt xi khá to này. Cốt xi này khủng quá các bạn, khá to. Mình sẽ ra mình quay cho các bạn xem cái mặt sau nhé. Đây mặt trước này, cây này phải tầm hai người ôm, xem cái mặt sau của nó thế nào. Đây mặt sau đây mọi người nhé. Đây một cái phôi rất to. Bên dưới này có một cái phôi mọi người này, đây. Một cái phôi nạc thân mọi người nhé. Đấy, trước là các bác ấy cũng chấp. Trong cái phôi này làm dáng nàng khá dễ đấy mọi người này. Đấy. Nó chạy ra tận đằng này này. Đấy chất nha mọi người, chất xi búp đỏ này, con này là xi búp đỏ này. Đấy. Khá là ok, một cái phôi khá đầu gấu. Đây là vừa rồi một cái phôi xi nhé. Bên này thì rất nhiều cái phôi nữa, thì mình sẽ quay tiếp tục là các bạn theo dõi video thì mình sẽ chia sẻ thêm một số cái phôi to nữa nhé. Đấy, bên này mình cái phôi này vừa rồi mình chưa quay này, nó đang tốt quá, thì mình quay cho mặt sau cái hai cái phôi vừa lấy nha mọi người nhé. Đây mặt này, mặt này nhìn rõ hơn này, cái phôi vừa đấy mình quay hai cái phôi liền nhau này, mình bảo là tí quay xong mình quay mặt sau hai cái phôi liền này. Đây à, mình sẽ lấy cái này làm ảnh đại diện này, cái này nhìn trông nó dễ hơn này. Đây, đây mặt sau đây mọi người nhé, quay gần một chút này. Cái này có cái cây tử rất là đẹp. Đây mặt sau cái phôi này đây. Cái này mặt trước rất là đẹp, mặt sau thì cũng bình thường. Vâng các bạn nhé, thì đây là số điện thoại của nhà vườn này. Nhà vườn Hoàng Khởi. Số điện thoại đây, địa chỉ là Bình Giang, Hải Dương. Đấy thì anh em tiện cho anh em liên hệ nhé. Đây còn một số cái cốt nữa thì em còn sai sẽ chia sẻ lốt cho anh em cùng xem. Một cái cốt xi cũng rất là đẹp, một cốt xi dáng làng này.
Đây trồng trong chậu chắc khoảng tầm 80 85 mọi người nhé. Xi đỏ mọi người nhé, chất liệu xi búp đỏ. Khá là ok cái phôi này. Phôi này giờ anh em làm cũng tương đối gần xong rồi, là các bạn nuôi chỉ việc là nuôi dăm thôi. Tay tán các bác định hình là khá ok rồi. Đấy. Đây còn một cái phôi này nữa mình chưa chia sẻ. Một cái phôi xi cũng rất là già nhưng mà nó có vài cái đường đục cũng khá là to này. Đây, chỗ đục chỗ này và đục trên đây mấy cái sẹo này, còn mấy cái nữa này. Đây, cái này thì anh em còn phải nuôi nhiều, còn cả đây nữa này. Đây trước là cái vết này là vết sẹo to, các bác cắt chắc là cắt trên đóng xuống dưới này để cho nó che khuyết bớt đi, sau này nó cũng liền thôi mọi người nhé. Anh em nuôi nhanh thì nó cũng nhanh liền thôi. Rất là sụn mọi người nhé. Đây. Tổng thể đây, tổng thể mặt chơi đây mọi người nhé. Đấy thì đa số là một cái số cốt xi thì em bonsai chia sẻ cho anh em cũng gần hết rồi, còn cái nào thì mình sẽ quay lốt. Đây như cái này, phô này nó đang có một chút lá nhìn hơi khó. Địa chỉ nhà vườn đây mọi người nhé. Đấy mình quay lại một lần nữa cho anh em nhìn cho dễ. Ở dưới Bình Giang rất nhiều cái vườn đẳng cấp về xi. Đấy thì ngoài ra thì em bonsai sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một số cái tác phẩm ruối này. Đây có một cái tác phẩm ruối mọi người nhé, hai tác phẩm ruối và phượng nữa. Tác phẩm ruối rất là nghệ thuật, cây rất là to, mình phải đứng từ xa mình quay. Đây. Một cái gốc khá nghệ thuật. Đây cái mặt bên này mình sẽ đứng sát sát vào bên này mình quay cho các bạn xem là cái phần thân của nó nhé. Đây. Thân cũng rất gù ghì này. Tác phẩm này cao chắc khoảng tầm 1m9, 2m đấy mọi người nhé. Đây là chia sẻ với anh em một tác phẩm ruối. Còn bên này là một cái tác phẩm phượng nữa. Một cây phượng bonsai cỡ to. Dã man các bạn nhé. Phượng còn có lu luôn này. Đây bác chủ vườn đang làm một cái cây tử, nhưng mà làm cây tử treo mọi người nhé, làm một cây tử treo ngang thân. Đây cây này nó có cái lu mọi người này. Bên đây thì ở cuốn video này thì toàn xi, ở đây mình giới thiệu cho các bạn là một cái tác phẩm xanh. Một tác phẩm xanh trực này. Một cái tác phẩm xanh trực cũng khá hầm hố. Cũng rất là to, để mình quay gần cho các bạn xem cái bệ này. Đây mặt trong đây mọi người nhé.
cái rễ này anh chủ nhân anh đục để tạo đường chạy khá nghệ thuật, để chấp nhận là phải đục đi sau này mới có những cái bộ rễ và đường chạy đẹp. Chắc là vừa anh mới hạ một cái tay đây để đỡ che lấp cái phần thân. Vừa rồi Yên Bonsai giới thiệu cho các bạn là một số cái tác phẩm si, tác phẩm xanh này và một số tác phẩm ruối của nhà vườn anh Hoàng Khởi. Đây, còn cái tác phẩm lục vừng này thì mình chia sẻ nốt cho anh em xem nữa. Anh em chắc là ít chơi lục vừng, mình chia sẻ thêm là một cái cốt xanh năm điền mọi người, xin lỗi anh em. Đấy, còn cốt xanh to nhất này đang rất là tốt, một cốt long ngày xưa mọi người nhé, chắc là vừa rồi cắt đi để làm tay lại này. Chủ yếu là mình muốn chia sẻ cho các bạn là một số cái cốt si. Đấy, mình quay kỹ thêm cái túc này một chút nữa ở mặt sau này, vừa lấy mình chia sẻ mặt trước nhưng chưa chia sẻ mặt sau. Đây mặt sau của nó đây mọi người nhé, cái này trước nó là cái kiểu gì mà nó lu gớm nhỉ. Đấy, lu khiếp thật đấy. Đã. Thì cảm ơn tất cả các bạn nhé. Thì vừa rồi Yên Bonsai chia sẻ cho các bạn là một số cây phôi. Thì các bạn xem thì đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, để mình sẽ chia sẻ có động lực làm nhiều cái video hay hơn cho anh em cùng xem nhé. Đấy, tôi sẽ lấy cái này làm ảnh đại diện. Đấy, thì cảm ơn tất cả các bạn nhé. Mình kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo nhé.